Truyền hình Nhân dân nhận được phản ánh của người dân khu vực suối Cò thuộc địa bàn xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội về tình trạng lấn chiếm hành lang bờ sông suối, làm hẹp lòng suối, thay đổi dòng chảy. Mỗi khi đến mùa lũ, người dân luôn nơm nớp nỗi lo, còn nước giữ sẽ cuốn hết tài sản. Và thực tế trong nhiều năm qua, gia đình ông Lợi cũng đã bị cuốn trôi không ít cây trồng vật nuôi. Lũ thì mỗi một năm nó lên ấy, thì có thường những cái đợt mà cao nhất là nó lên cỡ khoảng từ đây từ cái mép này lên khoảng 1,5 m đến 1,6 m đấy, mà nước nó thì không phải là nước không mà nó trôi cả cây cả cối cả gia súc gia cầm, miễn là thập cẩm trên đời này không thiếu cái gì cả. Thì thiệt hại thì nói chung là từ ngày đầu tiên, lượt đầu tiên mà để tôi viết đơn ấy, là nó mất có khoảng 200 con gà từ hàng cân một, lợn vài chục con, trâu bò đấy. Kia nhìn cái dãy chăn nuôi của tôi kia, lúc nào bỏ không, bây giờ như thế kia lúc nào bỏ không, không con nuôi một cái gì cả. Theo người dân, lòng suối Cò đoạn qua thôn Quảng Phúc trước đây rất rộng. Cơ quan chức năng cũng đã cho làm tường rào vành đai dọc con suối, làm kè cứng từ dưới đáy sông tới đường bê tông phía trên. Phía dưới còn có những dọ đá để tránh sói mòn kè. Tuy nhiên, phần phía ngoài tường rào đến nay đã bị nhiều người lấn chiếm. Ngay lên cái cầu đấy là có 3 nhịp, mà bây giờ người ta lấn mất 2 nhịp rồi. Còn từ đấy trở xuống là ngoài cái bờ kè là dân ở đâu đến thì tôi không biết, là từ coi như là đổ đất ra lấn hết cả suối. Suối trước nó khoảng 30 mét, mà bây giờ tôi nói là có chỗ chỉ khoảng 3 mét thôi. Nó đổ nước lên đất để đấy, giờ nó lại làm công trình, kể cả công trình bình thường, cả công trình kiên cố. Đấy, đổ bê tông các thứ. Thế nhưng gì vì nước ở trên mỗi một trận là ở từ Hòa Bình nó chảy xuống, nước nó chảy không kịp là nó phải tràn lên. Nó ứ lên, nó tràn lên, nó bắt đầu đánh vào dân. Đây là hình ảnh khu đất lấn suối năm 2021 do người dân cung cấp cho chúng tôi. Còn đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi được vào giữa tháng 2 năm 2024. Ngày 28 tháng 2, tức là khoảng 10 ngày sau khi chúng tôi liên hệ làm việc với chính quyền địa phương, tại hiện trường, diện tích san lấp lên tới cả 1,000 m². Hai công trình bê tông cốt thép đã được xây dựng phần thô. Mỗi công trình có quy mô 95 m², đã đổ cột, xà, dầm vào một tầng hầm. Nội dung liên quan đến khu đất này thì là về hồ sơ địa chính tại của Ủy ban xã Yên Bài thì là cơ bản là không có về hồ sơ về nguồn gốc quá trình sử dụng đất, vì bởi vì cái chỗ vị trí này là thuộc dự án tái định cư trường bắn Đồng Roi thuộc trường sĩ quan lục quân 1, nên là trong giai đoạn 2013 thì trường sĩ quan lục quân 1 là có tổ chức là giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Sau khi nhận được phản ánh của người dân cũng như phản ánh của các anh thì chúng tôi đã cử cán bộ chuyên môn cùng với phối hợp với trường sĩ quan lục quân 1 và các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp tục lập biên bản, thu thập hồ sơ, và trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và các phòng ban của trường sĩ quan lục quân 1 để xác minh rõ cái nguồn gốc đất ở tại cái khu vực này. Vậy nếu phóng viên không phản ánh thì có lẽ chính quyền địa phương cũng không biết. Không có lý do gì để giải thích cho việc chính quyền địa phương chưa xác minh được nguồn gốc đất trên địa bàn mình quản lý. Câu hỏi đặt ra là khu vực này là loại đất gì, ai quản lý, ai được sử dụng. Việc xây dựng trên đất này là hành vi vi phạm như thế nào? Còn người dân chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng vào cuộc trả lại dòng suối bình yên và cho nước thoát được mỗi khi mưa lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp luật sư Chu Vân, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc, khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư cũng như thông qua số điện thoại đường dây nóng. Xin chào luật sư, cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chào anh và chào quý vị khán giả. Thưa luật sư, mở đầu chương trình chúng tôi xin gửi tới luật sư câu hỏi của khán giả Trịnh Văn Phúc ở Nam Định. Câu hỏi như sau: tôi muốn cho em gái đất nhà có sổ đứng tên em, không có tranh chấp và mong muốn tài sản đó không liên quan tới em rể trong pháp luật. Em gái hiện tại đang có gia đình riêng, vậy tôi có thể tặng riêng cho em gái không? Nếu như thửa đất mang tên bạn là tài sản riêng của bạn thì bạn có quyền chuyển nhượng, tặng cho hoặc là để lại thừa kế. Đối với thông tin bạn cung cấp, bạn mong muốn tặng riêng cho em gái thì do em gái bạn đã có chồng nên nếu bạn tặng riêng em gái thì phải yêu cầu công chứng viên trong hợp đồng tặng cho phải ghi rõ là tặng cho riêng em gái của bạn. Căn cứ theo điều 32 của luật hôn nhân gia đình năm 2014 thì quy định về tài sản riêng của vợ chồng như sau: một là vợ chồng
có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, hoặc tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ chồng theo quy định tại khoản 1 điều 29 và điều 30 của luật này. Đồ dùng tư trang cá nhân. Hai là vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Căn cứ theo quy định trên, nếu bạn tặng cho quyền sử dụng đất nhà trên cho riêng em gái thì đây sẽ là tài sản riêng của em gái bạn. Sau khi ký tặng cho riêng, em gái bạn sẽ làm thủ tục đăng ký biến động sang tên của em gái bạn theo quy định của luật đất đai. Vâng, thưa luật sư, khán giả xin được giấu tên ở Hà Nội hỏi như sau. Khi cảnh sát giao thông lập chốt xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường, tôi thấy trên nhiều tài khoản mạng xã hội xuất hiện việc báo chốt, chỉ điểm chốt đang xử lý vi phạm. Vậy cho tôi hỏi, việc báo chốt, chỉ điểm chốt lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ có bị xử phạt hay không và xử phạt như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Tôi xin trả lời như sau. Theo điều 4 và điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2022 thì quy định như sau. Xử phạt vi phạm hành chính từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Do vậy là trong trường hợp này thì luật sư có lời khuyên dành cho mọi người là không nên báo chốt vì đó được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Thưa luật sư, khán giả Nguyễn Thị Ngát ở Quảng Ninh gửi câu hỏi về cho chương trình như sau. Tôi nghe nói sắp có quy định mới về thẻ căn cước mà chứng minh thư nhân dân của tôi vẫn còn hạn sử dụng. Xin hỏi, chứng minh nhân dân còn hạn đến năm 2026 thì được sử dụng đến khi nào? Luật căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì quy định về quy định chuyển tiếp như sau. Một là thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thì có hiệu lực thi hành thì có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp mà quy định tại khoản 3 điều này. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Hai là chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Ba là thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. 4 là quy định về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được áp dụng như đối với thẻ căn cước quy định tại luật này cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật đó được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế. Điều 19 luật căn cước 2023 quy định về người được cấp thẻ căn cước như sau. Một là người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. Hai, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Ba, công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo yêu cầu, tức là theo nhu cầu. Như vậy, chứng minh nhân dân của bạn còn hạn sử dụng đến năm 2026 thì chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sau đó, bạn đăng ký để được cấp thẻ căn cước theo các quy định mà được trích dẫn phía trên. Thưa luật sư, chúng tôi xin gửi thưa luật sư câu hỏi của khán giả từ địa chỉ email mỹlệ.đinh@gmail.com. Tôi xin hỏi luật sư, giấy phép hành nghề của bác sĩ bị thu hồi trong trường hợp nào? Bác sĩ không hành nghề trong thời gian bao lâu thì bị thu hồi giấy phép hành nghề? Xin mời luật sư. Tôi xin trả lời câu hỏi này của bạn như sau. Theo điều 35 của luật khám bệnh, chữa bệnh
năm 2023 thì quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép hành nghề như sau. Thứ nhất là giấy phép hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây này. Trường hợp A là hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp B là giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề. C là cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề. Trường hợp 4 là D là người hành nghề không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia chương trình đào tạo chuyên khoa. 5 là người hành nghề thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 điều 20, tức là các mục ấy, điều của điều 20 luật này. Và trường hợp tiếp theo là người hành nghề bị hội đồng chuyên môn quy định tại điều 101 của luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải thu hồi giấy phép hành nghề. Trường hợp tiếp theo là người hành nghề lần thứ 2 bị hội đồng chuyên môn quy định tại điều 101 của luật này xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn giấy phép hành nghề. Trường hợp tiếp theo là người hành nghề lần thứ 2 bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là có vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải đình chỉ hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề. Trường hợp tiếp theo là người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép hành nghề. Trường hợp nữa là trường hợp khác do chính phủ quy định sau khi đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Khoản 2 thì quy định như sau. Sau khi thu hồi giấy phép hành nghề, trường hợp muốn tiếp tục hành nghề, người hành nghề phải đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 30 của luật này hoặc đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm C khoản 1 điều 31 của luật này. Trường hợp khoản 3 quy định này, chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, bác sĩ đã được cấp giấy phép hành nghề mà không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục, trừ trường hợp tham gia các chương trình đào tạo chuyên khoa, thì có thể bị thu hồi giấy phép hành nghề theo các quy định mà được trích dẫn ở trên. Xin cảm ơn luật sư đã giải đáp những băn khoăn thắc mắc của khán giả Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình lần sau. Thưa quý vị, do thời lượng của chương trình có hạn, những câu hỏi hay thắc mắc của quý khán giả chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp trong những chương trình sau.